Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Hồi nãy thì mình có đang đi giữa biển á, thì phát hiện ra là cái ủng của mình nó muốn hư mất tiêu rồi. Thành thử ra mình phải lật đật mình chạy về nhà riết để mình chuẩn bị chế lại một cái ủng mới mang theo trên cái đường đi tìm thủy cung của mình cái đã. Chứ giáp mà ít như vậy á, chưa nói mấy con quỷ mạnh đi, mấy con zombie thôi tầm 10 con nó bao quanh mình á, nó hội động là cũng xác định như chơi á nha. Và trong cái chuyến khám phá đó thì mình còn tìm ra được một cái loại quặng có tên là quặng điện. Đây là một loại quặng cực kỳ xịn nha. Để mình nung nó lên trước đã. Cho vô đây nung ra. Sau khi mình nung nó lên á thì mình sẽ có được một cái phôi được gọi là phôi điện. Với cái phôi này thì mình có thể kết hợp với một chút đồng và vàng để mình làm ra được những cái món giáp có thể nói là rất là trâu luôn. Mà tiếc là cái chỗ vừa rồi mình tìm chỉ có đúng một cái quặng này thôi. Thế nên là những chuyến khám phá tiếp theo nếu mà gặp cái công trình đó thì chắc chắn mình sẽ đi vào và lấy cái quặng điện này mang về nung ra. Còn về vấn đề giáp của mình á thì hình như là mình còn netherite. Ừ, mình còn 4 phôi lận. Được. Mình giống rich kid đó nhờ. Cứ hư cái nào là chế tạo cái mới thôi. Không biết duy trì cái việc này được bao lâu nữa đây. Áo mình cũng hư giống như cái ủng rồi nên là chắc mình cũng phải làm thêm một cái áo mới đó. Có liền áo mới. Rồi, giờ thì tới công đoạn là cường hóa nó lên một xíu thôi. Một cái áo chậm hỏng, một cái ủng bảo vệ. Mình sẽ ưu tiên bảo vệ trước, tại vì nó sẽ giúp mình trâu hơn. Và nó còn có dòng sải bước dưới nước nữa. Tốt phải. Khá là thích hợp cho cái chuyến khám phá biển của mình. Tiếp theo là cái áo cũng tốt không kém nè. Vẫn có bảo vệ 4 luôn. Nhảy xuống dưới này để test cái ủng cái coi. Mới cường hóa chắc bơi hơi bị nhanh đó nha. Đó. Rồi luôn, hợp lý luôn. Tí nữa mà mình gặp được thủy cung á, tha hồ mà bơi xuống dưới và khám phá. Trên đường trở lại cái chỗ vùng biển thì mình phát hiện ở đây có một cái danh trại cướp dân làng nè. Nhưng mà bọn chúng đâu ta? Bọn chúng đi đâu hết trơn rồi? What? Có trốn dưới này không? Không, dưới này là đá rồi. Trong rương thì chỉ có ít đồ thôi. À, có bánh, có kiện gom nè. Cái này chỉ có bọn chúng chắc chắn là cướp trong làng chắc luôn nè. Mình sẽ cướp lại, đòi công bằng lại cho dân làng ha. Cạnh đây thì còn có một cái lều bé bé. Không biết có ai nữa. Có ai đây không? Không có. À, có. Có anh bạn này. Norlin. Không biết anh này có khó khăn trong này nè. Ta chở cho anh kiện gom nè. Chê luôn à. Ok. Chê thôi, mình xin lại. Không chỉ vậy, ở trong thành phố thì còn có xuất hiện một cái công trình lơ lửng trên không nữa. Nhìn nó khá là giống một cái hệ thống nhà kính để trồng cây vậy. Nhìn có vẻ xịn á. Để mình bay lên trển thử coi. Ồ, chính xác rồi, đây là lồng kính nè. Trong này thì sao đây? Ủa? Không có ai trong này à? Nhưng mà cái này nhìn khá là đẹp ha. Trồng đủ tất cả các loại cây luôn nè. Wow, đẹp á. Phải chỗ này mà gần nhà mình thì úi rồi, tuyệt vời luôn, vô đây ở là hơi bị an toàn. Quỷ bao lớt. Trời, anh bạn. Cuối cùng cũng gặp lại anh bạn này rồi. Hôm qua thiệt sự là sự cố thôi chứ không có cố ý đâu. Thiệt, lần này làm uy tín chăm chăm luôn. Ok, thằng này là đi theo tôi có bảo vệ hết mình. Lúc mà mình biến thành quỷ cưa thì mình sẽ chú ý cái hành động của mình một tí, để tránh cái trường hợp là kiểu như cưa nhầm quỷ bầu lực nữa thì tội nghiệp lắm. Thanh niên nó mạnh nhưng mà chỉ có điều hơi nhỏ thôi. Nè, còn gặp thêm quỷ cá mập ở đây nữa nè. Tiếp tục là bộ đôi này luôn á. Ừ nhờ. Hay là bữa nay mình thử làm quỷ cá mập. Mình sẽ thử ký khế ước với quỷ cá mập xem coi. Ok, giờ thì mình đã ký thước xong với quỷ cá mập rồi. Và xem coi bây giờ mình sẽ trông ra làm sao đây. Ui dồi. Trên đầu mình xuất hiện nguyên con cá mập luôn. Này, mình với thanh niên quỷ cá mập này khá là giống nhau luôn nè. Ấu, mình còn bị đói gì nữa đây. Ồ, có một con zombie tàng hình lại nó đánh mình. Và quỷ cá mập thì có đúng một cái năng lực thôi, mà mình thấy năng lực này rất là hữu ích trong những chuyến khám phá. Đó chính là năng lực bơi xuyên địa hình.
Đó 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 đó. Mình có thể bơi xuyên những cái ngọn đồi này luôn nha. Nói, từ từ. Cái này chỉ áp dụng cho địa hình thôi chứ mình không thể bơi trong không khí được đâu. Ví dụ mình sẽ lặn xuống dưới này coi coi, xem như thế nào. Đó đó đó. Mình phát hiện ở dưới có cái biome Deep Dark kìa. Ồ. Có thành phố cổ xưa không? Không có. Wow. Cái năng lực này mình thấy hay ho phết á. Dùng để tìm kiếm công trình là hơi bị được luôn. Ok. Test xong năng lực rồi. Vì là quỷ cá mập không biết là mình có bơi nhanh hơn không nhờ. Đúng. Cá mập mà. Xuống dưới này thử. Wow. Trời. Mình bơi siêu nhanh luôn. Đây rồi. Đây chính là năng lực mình thấy là hữu ích nhất trong cái chuyến đi khám phá biển này á. Đã quá à. Chỉ có điều sức mạnh thì không có vượt trội cho lắm thôi. Nhưng mà không sao, đánh đổi thôi. Mình sẽ bù lại bằng những người đồng đội mạnh mẽ này cũng được. Vô. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Mình sắp tới biển rồi. Hình như là rời khỏi thành phố này rồi đi thêm một đoạn nữa mới tới thì phải. Dưới chân đồi còn có một cái bức tường gì kìa. Và có nhà của... À không, chính xác là quỷ bơm chứ. Đang bị nhốt ở kế bên luôn. Nhưng mà chắc chắn rồi, mình sẽ không giải cứu quỷ bơm ra nữa đâu. Hôm qua đánh mình á, sắp mặt luôn mà. Mém nữa thì đi bán muối. Còn trong này thì cho mình thêm ít đồ nè. Một cây cung. Rồi thêm một ít lưu ly. Và rất là nhiều kiện rơm luôn nha. Cái này thì mình thấy hữu ích nè. Nó sẽ cứu đói mình trong một số trường hợp á. Hết rồi. Cái này giống như là một cái chỗ bị bỏ hoang vậy đó. Thỉnh thoảng thì có vài con zombie nó xuất hiện thôi. À, mình sẽ dò tìm thử coi coi dưới này có công trình gì không. À, dưới này thì có hệ thống đường hầm thôi à. Ok. Úp. Khoan. Từ từ. Mình thấy ở phía trên này có công trình. À, chính xác rồi. Đây là cái chỗ nhà máy điện. Nhà máy điện bỏ hoang mà hôm qua mình đào được cái quặng điện nè. Ý. Đã nha. Trăm rương thì chỉ cho mình đồng thôi. Với lại một cây cúp đồng luôn nè. Tầng trên nó còn thêm mấy quặng nữa. 4 quặng. Dạo to rồi. Như vậy thì dư để mình làm được một cái ủng luôn rồi đó. Đã nha. Một xíu về là có ủng xịn mặt rồi. Thì cũng mèo. Kế bên đây còn có chỗ của cái tên quỷ Katana nữa nè. Đường vào nhà hắn có vẻ hơi khó nha. À đây đây, đường vào nhà hắn đây nè. Để mình bơi lên trên luôn đi. Úi dạ, từ từ. Coi chừng nha. Bơi không khéo là mắc kẹt vô vách tường á. Úi. Khó vậy. Rồi, đi vô trong. Đi đi câu. Hắn đâu? Ủa? Cái tên quỷ Katana không có trong cái tiệm này rồi. Trời, chắc hắn rén rồi. Không hề có luôn. Xu vậy. Bữa giờ mình cũng gán săn hắn để mình kiếm cái trái tim quỷ Katana. Thế nhưng mà khá là khó để rơi ra luôn. Ồ, bữa nay gặp nhà hắn thì lại không có hắn ở nhà. Tiếp đằng này nó còn có một cái biệt thự gì nữa kìa. Trông xịn lắm. Wow. Gì đây? Ở dưới này có con boss. Boss zombie. Boss trâu nha, boss này trâu nha. Ê. Wow, nó mạnh phết. Trời ơi, con nó đánh mình kìa. Mình sẽ đứng thấp thấp để có gì quỷ bạo lực và quỷ cá mập sẽ hỗ trợ mình. Đúng rồi. Đánh hồi động đó. Trời ơi, 3 đánh 1 đó mà còn khó khăn vậy. Lâu lâu gặp những cái con zombie boss này khá là khó chịu luôn. Giờ nhiệm vụ của mình chỉ là đứng ở đây để hỗ trợ cho đồng đội mình đánh thôi. Nó quýnh đồng đội mình quá trời luôn kìa. Ok, đúng rồi đó. Được đấy. Lâu lâu mình sẽ hỗ trợ đấm vài cái. Còn lại thì mình sẽ hồi máu cho bồ thôi. Phải có chiến thuật đàng hoàng mới đánh con này dễ được. Tiếc quá, mình không còn sức mạnh của quỷ cưa thôi. Chứ mình còn là mình cưa con này rồi. May cho ngươi là bây giờ ta là quỷ cá mập đó. Ê, coi chừng.
Em nói đúng rồi, hay lắm, gần được rồi. Một xíu nữa, hoạt động đó. Một tẹo máu cuối cùng. Ôi, 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 nhầm. Rồi, xong. Wow, đánh con này đúng mệt luôn. Và nó rơi ra cho mình một cái cây rìu kim cương. Hiệu suất cấp độ 4. Phải kỳ cấp thì hay. Tại vì bây giờ rìu thì mình không cần lắm, vì mình đã có Bochita để giúp đỡ rồi, trong cái việc cưa cây rồi. Thôi, trở lại với cái biệt thự bên này nè. Wow, nhà ai xây mà đẹp vậy? Được quá ta. Rộng rãi, thoáng đãng, view đây cũng đẹp nữa này. Đây là tầng trệt, kiểu như chỗ để cất rượu. Lên tầng trên coi. Wow, phòng ốc đồ nhìn xịn phết này. Wow, lên trên nữa. Hết rồi. Có áo giáp rồi thôi. Có cái bánh nè, mình lấy theo. Xíu có gì đói bụng mình ăn luôn. Lâu lâu thì mình chăm khám phá, mình có thể bắt gặp được những ngôi nhà đẹp giống như vậy ha. Mình có thể tham khảo đây, sau này có điều kiện mình sẽ xây giống họ. Còn đây còn có một cái, cái này giống như là một cái thư viện gì á. Hai. Ok, người ta chào mình thôi. Kìa rồi. Mình đã tới biển, thế nhưng mà ra biển thì đồng đội của mình không có dịch chuyển theo được ấy. Nên là bây giờ tạm thời mình sẽ giữ đồng đội trong người trước, rồi sau đó mình sẽ nhảy xuống cái biển này và thể hiện cái ưu điểm của quỷ cá mập thôi. Bơi như vậy mà có thêm cá heo búp tốc độ nữa thì úi giời luôn. Wow, dữ thật. Giờ kiểu mình không cần thuyền luôn á. Nhưng mà thôi, tốt nhất là mình nên kiểu giữ tốc độ trung bình thôi, chứ bơi nhanh quá là dễ bị văng ra ngoài lắm. Rồi đây còn có cái tàn tích dưới biển nữa nè. Coi coi có dấu gì không. Ồ, một cái bản đồ kho báu chung vui. Nó cũng khá là gần mình. Hình như là phải đi về hướng bên này thì phải hướng đất liền á. Bơi như vậy thì nhanh chóng mình sẽ tới đất liền thôi. Ồ, lô, yeah, cả số yeah. Rồi, sau đó mình sẽ rẽ sang hướng bên này. Ủa, ở đâu? Lộn hướng, vô hướng đất liền chứ. Đất liền là trong này nè. Rồi, chính xác, nó đâu đó ở dưới này thôi. Chuẩn luôn. Cuối cùng là mình sẽ tận dụng cái sức mạnh của quỷ cá mập để mình tìm cái rương kho báu này một cách đơn giản nhất. Rồi. Wow, tiện thiệt đó nha. Ê, cái rương nó dưới này sao nè? Ở đây mình thấy có cái gò cát. Chính xác. Wow, đó, công nhận là quỷ cá mập có nhiều cái lợi thế ghê luôn. Rồi, và mình sẽ loot được kho báu chung vùi một cách rất là đơn giản. Sao? Giờ thì bơi xuyên lòng đất và lên trên mặt biển tiếp thôi. Hôm bữa cái vùng biển này thì mình mới đi có một đoạn thôi. Còn cái đoạn bên này hình như mình chưa có ghé qua nè. Được á, bữa nay chắc mình sẽ khám phá thử cái vùng biển bên này luôn. Và có thêm một cái điều nữa mà bây giờ mình mới để ý, là khi mình làm quỷ cá mập thì mình có thể thở ở dưới nước một cách vô hạn nữa. Trời, quá đã, cực kỳ nhiều ưu điểm luôn. Nhưng mà chỉ ở ngoài biển thôi nha. Lên đất liền là cái năng lực này nó bị thiệt thòi khá nhiều á. Ủa, cái gì đây? What? Ủa? Ôi sao tự nhiên dưới lòng đất nó bay lên cái đống nhện và Reaper vậy? À, kiểu như có một cái ngôi làng bị chìm ở dưới đáy biển rồi. What? Để mình vô coi thử coi. Đồ vẫn còn nguyên nè. Còn có sách đồ nữa. Ôi, lạ thiệt. Bên đây vẫn còn một ngôi nhà bự nữa nè. Có đồ ăn cho mình. Có cả rương Ender nữa. Ra biển lâu lâu mình phát hiện mấy cái độc lạ ghê á. Trời ơi, Reaper mà nó bay nó nhảy như chim gì đó trời. Thôi, đi lẹ. Cái mồi là giống như nó tính nhào lại nó nổ mình hay sao đấy. Ý, hồi nãy là ngôi làng ở dưới đáy biển đúng không? Còn bây giờ là ngôi làng ở trên biển. Út, làng phù thủy nữa hả? Kệ, không sao. Giờ mình đã
có nguồn sức mạnh mới rồi, đó chính là sức mạnh tình bạn. Mình có những người đồng đội rất là chất lượng luôn. Mình sẽ nhờ những người đồng đội mình bảo vệ trên cái ngôi làng này để mình tự do lút đồ hơn một xíu. Ôi, ngôi nhà đầu tiên thì không có đồ rồi. Thử với ngôi nhà kế tiếp coi. À, phù thủy thợ rèn à. Nhìn giống nhà thợ rèn lắm. Chính xác luôn. Mình sẽ hạn chế kiểu như là tầm gần xíu. Tấn công tầm xa được thì mình sẽ tấn công luôn. Chứ lại gần là mấy mụ phù thủy này hay giở trò ném thuốc tầm bậy tầm bạ lắm. Nè, toàn là đồ để chế thuốc không nè. Đó 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 đó. Rồi đó, bắt đầu rồi đó. Đầu chuyên mục rồi đó. Nhưng mà không sao, giờ mình đã mạnh hơn rồi. Mình có thể one shot mấy cái mụ phù thủy này. Yeah. Sao mà đỡ được. Còn ném thuốc hụt nữa hả. Và có một cái điều đặc biệt á, là ở trong làng này rất là nhiều mèo đen luôn. Kiểu như phù thủy thì hay thích nuôi mèo đen vậy á. À, nữa nè. Toàn là mèo đen thôi. Nói chung thì trên làng này cũng không có gì giá trị lắm. Nãy giờ mình loot cũng khá là nhiều nhà rồi đó. Ồ, sao có cái banner đẹp đấy. Wow. Này, trang trí nhà mình là hết sảy nè. Mượn mang về gắn ít hôm đi. Uầy, phù thủy mà hiện đại vậy. Làm ruộng 2 tầng. Wow. Xịn sò ra phết. Có dịp thì chắc mình sẽ trở lại cái làng phù thủy này để thăm hỏi sức khỏe của mấy mụ ta tiếp. Giao lưu võ thuật đồ. Ồ, đằng kia mình thấy có cái nhà giống như là có đồ ngon. Ế, cạnh cái làng này còn có thủy cung. Bữa nay là một cái chuyến đi khám phá biển may mắn của mình rồi. Được thật sự. Cái nhà này thì có vẻ không có rương luôn. Mà kệ, không sao hết. Giờ thì thứ mình cần tìm cũng đã xuất hiện rồi. Khám phá thủy cung thôi. Nhưng mà thủy cung này hơi bự nha. Wow. Thủy cung xịn thật sự luôn. Mình đoán cái này nó tầm gấp đôi cái thủy cung bình thường á. Và trước tiên thì chắc mình sẽ săn thêm vài cái con giám hộ này. Bữa nay mình cần săn khá là nhiều con này. Ê, nó rơi ra luôn rồi kìa. Thứ mình cần là cái Golden Scale. Đây là thứ rất là cần thiết trong cái việc chế tạo của mình sắp tới. Nên là mình cần phải săn nó. Mình sẽ đi khám phá từ từ vào bên trong ha. Đây là ở phía cổng nè. Mà không biết ở phía bên trong cái thủy cung bự khổng lồ như vậy thì sẽ có bao nhiêu cái con giám hộ lớn tuổi nha. Được á, để vô mình tìm hiểu thử. Nó có cây đinh ba. What? Mình có thể lấy được cây đinh ba free một cách dễ dàng luôn. Ui. Thôi xong rồi, mình bị dính hiệu ứng đào chạm rồi. Ui, sao vét nó xuất hiện trong này nữa. Cái what the hell. Kìa rồi, mình đã thấy cái con mà nó gây ra hiệu ứng đào chậm cho mình rồi. Người đúng không? Chính xác là người đúng không? Đâu. Ta không có ngán như đâu. Thích như nào? Thích thì nhích nha. Rồi, xử xong một con rồi đó. Nó cho mình thêm bọt mút biển đâu nè. Ui, cái phòng của nó ở bự chưa kìa. Wow. Đúng là thủy cung hàng hiếm của khác. Nếu mà bên này có một cái con giám hộ thì chắc hướng đối diện cũng sẽ có thêm một con nữa. Đâu, mình qua bên đó. Mình phải qua đó kiểm tra liền. Ủa, không có. Bên đây là một cái căn phòng kiểu khác nữa. Quên, mình là quỷ cá mập mà. Mình sẽ dùng cái năng lực đi xuyên tường của mình để mình dò tìm cho. Đây, thấy rồi. Khoan, bọn này bắt cóc những cái bé Axolot nhốt bên trong kìa. Sao vậy, người ta dễ thương như vậy mà bắt cóc hả? Này thì bắt cóc Axolot nè, xử liền. Mình đã hạ được hai cái tên giám hộ cao tuổi rồi. Nếu như bình thường thì chắc chỉ còn một tên giám hộ cao tuổi nữa thôi. Bây giờ trước mắt là mình sẽ giải cứu Alay trước đi. Mặc dù mình đào hơi lâu á, nhưng mà không sao. Cần cù bù đào lâu biết sao giờ. Ui, mà có bể không vậy ta? Hình như không bể được luôn á. Phải gán đợi thêm 3 phút rồi. Ghét thế nhờ.
Mình đợi gần hết hiệu ứng rồi mà. Được, thì ra ngươi chọn cái chết. Mình muốn cho nó sống thêm một lúc nữa đó. Nhưng mà nó khiến mình bực lên rồi. Để mình mò lên. Đây đây, nó ngay trên đầu mình luôn. Người đúng không? Hở cái lại ha. Búp hiệu ứng lào chạm cho người khác. Tật này là xấu lắm luôn. Rồi, xong phin. Ủa, mấy cái con giám hộ trong đây là nó rơi ra cả trái tim biển cả à. Wow, mới biết nha. Được thật sự á. Và có vẻ cái chỗ có con này là con cuối cùng rồi. Để mình check thêm một vòng nữa coi coi còn con nào khác trong đây không. Ủa, sao lại có hiệu ứng của cái tên pháp sư ta? Cái tên mà triệu hồi ra những cái con vét á. Hắn trốn ở đâu trong cái thủy cung này nhờ? Mình đâu thấy chỗ nào mà có thể cho hắn sống được đâu. Lạ thiệt. Thôi kệ đi, chắc hắn không tấn công được mình đâu. Mình vô đây mình lút cái rương trong thủy cung trước rồi đó. Ui, nhiều ốc anh Vũ vậy. Thủy cung xịn có khác nhờ, cái gì cũng nhiều hết. Vừa nhiều mà vừa bự vừa to nữa. Giờ đợi cho nó hết hiệu ứng đào chậm đi, cái mình lấy mấy cái bột mút biển này về thêm. Với cả là đi giải cứu mấy cái nhóc Axolotl nữa. Ý, đấy rồi. Nãy giờ mình săn mấy cái con giám hộ cuối cùng thì nó cũng rơi ra cái thứ mình cần. Đó chính là linh hồn của nó. Phải săn thêm mới được. Mình cần nhiều hơn. Dạ, yeah, cái linh hồn thứ hai rồi. Cái thứ ba. Ui, quên. Mình chưa có cái dòng lòng trung thành á. Mình phóng cái đinh ba nó không có văng ngược lại mình. Quên nữa. Ê, cuối cùng. Và một lúc thì cũng đủ số lượng linh hồn của cái con giám hộ đó rồi. Giờ thì mình sẽ giữ lời hứa là đi giải cứu mấy cái nhóc Axolotl trước cái đã. Đây đây, căn phòng này thả tự do cho Axolotl thôi. Rồi, mấy cưng được tự do rồi đó. Rồi, sống tốt nha. Ui, ui, để mình mở đường ra ngoài luôn đi. Đây có phải là căn phòng chứa vàng không? Vì thủy cung thì thường sẽ có một cái chỗ chứa vàng mà. Chính xác là như vậy rồi. Đây là cái căn phòng chứa vàng. Trước khi ra mình phát hiện. Xíu nữa là mình bỏ lỡ rồi. Rồi giờ thì mình sẽ nhanh chóng vô đây để mình lấy hết vàng luôn. Cái này chắc cũng được khá là nhiều quá nha. Rồi thử coi. Wow, 18 khối lợn. Giàu to luôn. Và thứ cuối cùng mà mình muốn lấy trong cái thủy cung này đó chính là những cái gạch, những cái đá biển này. Prismarine, mình sẽ lấy nhiều xíu. Tầm một stack. Hoặc một stack là chắc được rồi đó. Chắc đủ dùng rồi. Chứ thêm vài cái bột mút này, nhỡ đâu sau này mình cần thì sao. Xong. Thành quả của chuyến đi này mình thấy rất là xứng đáng rồi. Bây giờ thì chắc đi về được rồi đó. À đây rồi, mình biết lý do tại sao mà nãy giờ có cái hiệu ứng kia đó. Cái tên này nãy giờ hắn trưởng trưởng mình hoài, rồi hắn thả mấy con bé ra nữa. Chứ làm gì có chuyện mà thủy cung mà lại có cái hiệu ứng của cái tên đó được. Ok, giờ mình sẽ nhìn ngắm cái thủy cung thêm một lần nữa. Quê, nhìn nó hoành tráng thật sự luôn á. Trở về sau chuyến khám phá biển lần này thì mình thấy khá là tuyệt vời luôn. Về những thứ mình cần đều đã có hết rồi. Những cái linh hồn của con giám hộ nhỏ này thì mình sẽ ghép lại tạo thành linh hồn của con giám hộ bự hơn. Cần đúng một cái này thôi. Rồi mình sẽ làm thêm một thanh kiếm mới từ một ít cái que hắc diệm thạch. Đây, công thức của cây kiếm này thì nó sẽ như vậy. Mình làm lộn que. Trời ơi, cái que này mới đúng nè. Rồi, giờ thì mình sẽ có được một cây kiếm giám hộ. Và từ cây kiếm giám hộ này, mình sẽ cho vào cái bàn rèn để mình rèn thành cây kiếm giám hộ xịn hơn. Bằng cách kết hợp với cái linh hồn của con giám hộ bự bự. Thế là mình sẽ có được một thanh kiếm hoàn toàn mới. Cây này thì có 13 sát thương, tốc độ đánh là 2.5. Tức là nó nhanh hơn cây kiếm hiện tại của mình khá là nhiều luôn nè. Và thứ mình thích nhất đó chính là cái hiệu ứng làm yếu cũng như là gây chóng mặt buồn nôn. Cái này mà đánh kiểu như là quỷ súng thì hắn chỉ có ủa thôi. Đánh xong là hắn kiểu gì cũng sẽ gặp chị Huệ cho mà xem. Đã, để mình xuống dưới mình test liền mới được. Coi có con nào cho mình test không ấy nhờ. Bình thường mấy con zombie các thứ hay là nhà mình cà khịa lắm. Bữa nay mình mới sắm được quả kiếm là hơi bị chất đó nha. Mình hơi bị tự tin luôn. Ở đây có tên quỷ nhện nè, còn có xíu máu à. Tên này chắc mình quẹt một đường kiếm là hắn đi thôi. Chính xác luôn. Ồ, đây còn có lăng mộ ai vậy? Ồ,
Mình sẽ nhờ Bochita mở cái nắp này ra. Ừ, bể luôn rồi. Bochita cư phát bể luôn. Ngoài bên trong đó thì chỉ có sắt các thứ rồi thôi, với một ít cái khúc xương ha. Yêu. Trả lời. Ừ, không có quỷ. Nếu mà không có quỷ thì thôi, thì mình sẽ thử test sức mạnh với một thợ săn quỷ cực mạnh đi. Đó chính là Aki. Thanh kiếm nó rất là ghê đó nha. Ok, giờ thì để coi coi kiếm của Aki hay là kiếm giám hộ của mình mới chế tạo sẽ mạnh hơn. Trận chiến bắt đầu. Vô. Ui ui ui. Đánh lẹ. Ui may quá. Các bạn biết sao mình phải đánh lẹ không? Tại vì thanh kiếm của Aki thì hơi đặc biệt một xíu, là khi đánh đủ 3 hit, hit thứ 4 thì sẽ có thể gây được một sát thương cực khủng luôn. Nên là mình không đánh lẹ, là mình chỉ có nước là đi bán muối đấy. Nè, bên đây còn một Aki nữa nè. Rồi được, mình sẽ ăn trái táo để hồi phục nhanh hơn. Rồi sau đó mình sẽ thử đánh thêm một hiệp với Aki nữa ha. Let's go. Vô. Ôi. Ô. Mình chưa hồi kịp phần trăm máu và chỉ một hit thôi mình đã bị hạ gục rồi. À, như vậy thì mình với Aki hòa 1-1 nha. Nhưng mà phải công nhận là thanh kiếm mới mình chế tạo á, khá là tốt luôn. Đánh xong có kèm cái theo cái hiệu ứng yếu đuối, nên là cái địch của mình sẽ bị giảm khá sức mạnh đấy. Được đó nha. Mà mạnh như vậy thì tại sao chúng ta không thử sức chiến đấu với một con boss đi nhờ. Mình sẽ qua địa ngục để mình lấy ít các linh hồn để chuẩn bị cho việc triệu hồi boss Wither ra và đánh thử. Mình muốn test sức mạnh thanh kiếm này với càng nhiều những cái con mạnh càng tốt á, để mình coi điểm yếu của nó còn nằm ở đâu để mình sắp tới còn nâng cấp và khắc phục cho nó nữa. Đây, phía bên đây có các linh hồn rồi. Mình sẽ xuống mình lấy ít cục cát, sau đấy mình sẽ về nhà và lấy cái đầu xương đen kết hợp với hai cái mà mình có được trong một cái ngôi đền, vậy là đủ để mình đánh boss rồi. Và coi mình sẽ đánh boss ở chỗ nào hợp lý ta, chỗ nào mà hạn chế nó bay đi chỗ khác ấy. Một cái hang chẳng hạn. Ừ đúng, dưới nhà mình có một cái hang khá là to luôn. Đây là cái hang mà lúc trước mình khá là vất vả nè. Được rồi nha, mình sẽ kiếm cái hốc bà tó nào đó mình triệu hồi con boss này ra. Ừ, chắc xuống tiếp ở dưới đi, tại dưới này là đá bản sau á, nó muốn chuồn thì cũng không dễ dàng đâu. Rồi ok, cái góc này là mình thấy đẹp nhất rồi nè. Triệu hồi liền con boss thôi. 1, 2, 3. Xong. Trận chiến giữa mình và con boss Wither này chuẩn bị diễn ra. Và để xem coi mình, quỷ cá mập hay là Wither sẽ chiến thắng đây. Tấn công. Vô. Cái kiếm coi chặt con boss kìa. Máu giật không phanh luôn. Nó tấn công mình thì cũng không vô máu nổi, vì nó bị yếu đuối từ cái hiệu ứng mà thanh kiếm này gây ra. Wow, công nhận cất công dành ra vài ngày đi tìm nguyên liệu và chế tạo thanh kiếm này không uổng công một tí nào luôn á. Thế là mình đã có được một cái sao nê đờ rồi. Mình gặp một chỗ quy bơ mới cạnh một cái thành phố. Hay là giờ mình sẽ thử kết hợp sức mạnh nha. Mình sẽ kêu quỷ bạo lực ra. Mình sẽ thử kết hợp sức mạnh từ thanh kiếm mới của mình với sức mạnh từ khế ước với quỷ bạo lực để xem coi mình có thể đánh bại quỷ bơm một cách chóng vánh hơn hay không. Chứ hôm qua mình đánh bại nó không có thuyết phục lắm ấy. Ok, ký khế ước xong thì mình sẽ cất quỷ bạo lực vào, để tránh trường hợp quỷ bạo lực lại bán muối giống hôm qua thì không muốn thế nào. Rồi, trận chiến với quỷ bơm chính thức bắt đầu. Ui, nhưng mà trước tiên vẫn phải xử cái tên quỷ bảo này cái đó. Cái tên này lúc nào cũng ngán đường mình hết. Ui, coi kìa. Wow, mình chặt một nhát một. Quỷ bảo muốn đi luôn. Wow. Mạnh thật. Giờ tới lượt quỷ bơm nè. Này thì quỷ bơm. Ây da, phát nổ à. Phát nổ hả? Đâu rồi? Ui da, quỷ bơm phát nổ khó chịu quá. Nhưng mà nổ không được bao lâu thì đã bị mình xử được rồi. Uầy. Hay thiệt. À, và để test coi sức mạnh của vụ nổ từ quỷ bơm có hạ được mình không. 3, 2, 1. Nani? Chắc không hạ được đâu. Chỉ đi về bằng đường hàng không thôi. Giống như là được tặng cái vé máy bay free á. Uầy. Thì ra đó là cái át chủ bài của quỷ bơm ấy. Quả bom cuối đó cực kỳ mạnh nha. Wow.
Nhưng mà mình thấy cái nguồn sức mạnh mới này khá là đáng gờm. Khi kết hợp vừa sức mạnh từ quỷ bạo lực nè, kết hợp với thanh kiếm mình vừa chế tạo thì nó là một cái combo mình có thể nói là quỷ diệt luôn nha. Mình bắt đầu tự tin hơn trong cái công cuộc chuẩn bị hạ cái tên quỷ súng rồi đó. Ồ, nhưng mà hình như mình còn thiếu mảnh đạn. Ồ, chưa đủ mảnh đạn. Không sao, từ từ mình sẽ săn thêm mảnh đạn thôi. Còn đúng một mảnh đạn cuối cùng cơ mà. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình săn thêm mảnh đạn và chuẩn bị nâng cấp thêm áo giáp thôi. Giờ thì chỉ còn thêm một cái set giáp cực trâu nữa là mình đã sẵn sàng để chinh phục cái tên quỷ súng nguy hiểm kia rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.